6 tháng đầu năm 2017, tốc độ tăng tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ xã hội của thành phố Hà Nội đạt 7,2%, trong đó bán lẻ tăng 7,1% và là mức tăng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Theo Sở Công Thương Hà Nội, để đẩy mạnh kim ngạch tiêu dùng của những tháng cuối năm, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức các chương trình như là tháng khuyến mại 2017, hội chợ hàng Việt, hội chợ đặc sản vùng miền, hội chợ quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ, các chuyến bán hàng Việt tại ngoại thành, khu công nghiệp, để giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tăng cường bán hàng và kích cầu tiêu dùng trong nhân dân. Bên cạnh đó, Sở sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội tìm kiếm nguồn hàng, liên kết tạo các chuỗi sản xuất phân phối, tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu, kết nối giao thương giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố.